Chào anh nha, anh ấy kinh tổng hợp mình đây Tây Quang nha. Hôm nay mình đi ra đồng coi mấy anh giặt đường nước nha cả nhà. À, cũng chuẩn bị đồ xong hết trơn rồi cả nhà. Rồi em đem nước ở cho mấy anh nước. Anh đang giặt đường nước nha cả nhà. Dạ lúa vụ tầm sưng nha, máy kéo đường nước. Giặt nước xong rồi là xả luôn nghe cả nhà, máy để sẵn trên bờ hết trơn luôn. Đây. Đây là anh năm chỉ nha. Cái này để một hồi á mới dẹt ngon, nó khỏe mình nữa, mà dẹt nó cho chủ nhà nó kỹ nữa. Dẹt kiểu này hồi hết với cái chủng còn nguyên nè. Mấy anh này cãi quá trời luôn à. Bây giờ mấy anh đi lên cho nó đắt ha. Gõ quả nước xuống hồi nha cả nhà. Đây. Đi theo một mấy ơi. Gì nó ông nội. Cậu nó quần cách rồi mày quay. Trời đủ có nhiều rồi, có ba mấy 40 công rồi đó. Về nhậu nè. Ừ. Ơi. Không có cái lọc nào trơn, bắt cá trời. Ừ.
người ngồi ở phương hướng hết trơn rồi đó. Anh sao cự nấy 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 đây là gì nấy ông sao cự ông sao cự à sao cự năm đài nóc nhà đất người ta 27 mới có xả mới 25 chưa đánh được nước rồi wow. Nhà ngoài 6 triệu hậu đó mẹ nó mệt cho mấy nhỏ ăn thì thôi đủ mẹ nó săn cặn nó nách thì thôi đủ mẹ người ta đổ từ từ tạt có chạy không hưng hồ đây cái diện nằm luôn đủ mẹ cắt tóc luôn á đây quà ai là quà mát nè quà mát đèn đi ông luôn á sao đèn đi ông luôn á đây anh Trung quèo dưới đây là đây siêu nhân xanh đây bánh đường nước siêu nhân xanh siêu nhân xanh mới chịu con lỡ nó về vòng vòng hoài không đâu thấy chưa đậu mới rồi đó ừ, rồi hết công đất rồi đó giỡn hoài mày tao đâu giới thiệu ai cái máy hiệu gì Picule Picule hả sáng bán rồi mẹ học gà bán có tiền đủ mẹ học gà thì đủ mẹ địch cái gai gỏi đâu xanh ông nội à, cái gì à, bữa hổm mà chở máy rồi bữa dắt sình đó chở máy cu le đó ông chỉ dẫn là bữa này mình đi chạy cái máy cu le cư ra việc quậy thôi đủ mẹ nó đủ hết về con câu cái gì dạ trời lật tới hai cả một giờ hai giờ là rồi ông nội ơi một hai giờ đêm á đây là sứ giả nổi tiếng à sóc cử cái đó bỏ nhọn lên gà đó sóc cử sóc cử toàn là mặc áo công ty đó anh Cani mới chịu à anh Cani mới chịu à làm nó đi gọn quá ông quần giờ mấy anh em tới giờ ăn cơm nghe cả nhà đâu còn gắt nó quay ra ông nội ngồi dưới đưa cái cây danh ngồi quà kìa cái mẹ mấy anh em tập hợp lại ăn cơm chưa cho một cái cá cả nhà trên cây đó đi kiếm ăn thì uống lấy uống đổ đi ăn cạnh kìa quay vô cái bàn ăn nè coi thử cái nào ăn gì vậy nè ăn cơm hộp cho ông nội có lấy không chủ quay phim có gì ăn ăn thịt gà đỡ em tới mà anh em ăn cơm với thịt gà thấy gì chưa cái này chịu không có tiền nè bữa nay mới ăn đậu bắp với gì nè này vậy vậy đậu mà vậy cái này là nấm nấm ngoài lai cái gà đậu mà vậy cái đó không phải cái đó đó cho tôi nè thấy chưa ăn ấu đó thì đủ đi đi khác cho ta ngon ngon chút nè à, trời ơi có mấy cục cứt chuột cái gì vậy quay vô cái cọng này là nó bậy tử rồi chị nói ông có nội nó bậy xong rồi
Bà này không cắm gì cho anh chạy. Cơm đây. Cơm gà nè, cắm vào đây nè. Sao có gà mà có heo trong đây nữa ta? Chú mỏi. Chú mỏi. Gà nướng. Sáng ăn. Á bác cho mày, bà đang ăn bún còn chưa ngon chưa. Có cơm cả hả? Đâu có đâu, con nhỏ nó bỏ rồi cũng ăn được mà. Con ơi. Con ơi. Nó tao. Đấy, tới rồi, tới rồi. Vâng, tới rồi, tới rồi. Mới, chị mới hoài. Mộng quá, mới rồi. Trời em đi làm chặt. Ai kêu không chịu canh. Má đi mặt. Má gặp mặt. Tôi không biết nè. Nhà không phải rồi. Thôi. Giờ mình cũng xin quay giao cái này cũng kết thúc phần các bạn, và đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh chia sẻ nghe cả nhà. Rồi máy bay cả nhà.